Cái mùi mà thơm quá vậy? Nấu cơm sớm cho con nó ăn để nó còn vô bệnh viện. Dạ, con mời ba ăn cơm ạ. Con ăn trước đi, chút nữa ba ăn sau với cả nhà. Dạ. Đúng rồi, con ngồi xuống nè. Ăn đi, ăn nhanh đi. Mấy đồ nhớ tụi bà để đâu? Sao tôi tìm hoài không thấy vậy? Chút xíu nữa đi. À, con. Dạ, nhiều lắm rồi mẹ. Giờ này mà ông còn định đi đâu nữa? Tôi ra vườn hỏi thủ tục chuyển hộ khẩu cho vợ chồng hơn. Qua năm mới biêu vô lớp 1 rồi. Ừ. Không có hộ khẩu làm sao được. Vậy đi sớm sớm rồi về ăn cơm tối nghe. Thôi, tôi không ăn tối đâu. Sao vậy? Bây giờ người ta lo nấu món ngon cho con rể ăn, chứ đâu có nấu món ngon cho tôi. Thì ông chịu khó quan tâm tôi đi, rồi tôi nấu món ngon cho ăn. Cái hôm mà tôi bị phỏng á, thằng Kiệt nó cõng tôi chạy một mạch đến trạm y tế. Có đứa con nào á đối xử được với tôi như nó không? Bây giờ bà mới thấy nó là đứa con đẻ tốt hả? Cái đó tôi biết lâu rồi, nhưng mà tại cái lúc nó phá sản á, tôi bị thất vọng quá, cho nên tôi đối xử với nó hơi gay gắt. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Bà đã hiểu ra như vậy á, thì bây giờ bà phải cố nói chuyện với con Thân, biểu nó thay đổi cách cư xử với chồng nó đi. À bà, nếu như bây giờ tôi bị bắt cóc, bà sẽ làm sao? Nếu mà ai đủ can đảm đến đây bắt cóc ông là tôi phải cảm ơn người ta đó. Cái gì kỳ vậy? Đáng lẽ bà phải lấy tiền chuộc tôi về, giống như thằng Nhân nó làm với con Minh vậy chứ. Thì tại vì thằng Nhân á, nó gom tiền nó cứu người đẹp, cho nên nó mới hăng hái làm. Hả? Còn mà ông già cũ kỹ như vậy á, chuộc về làm cái gì? Kệ cũ cũ khó cũng còn đỡ lắm bà. Vậy chứ giờ nếu tôi bị bắt cóc á thì ông làm sao? Đương nhiên tôi phải đưa tiền để cảm ơn người ta bắt bà đi. Cái ông này thiệt. Thôi tôi đi nha. Ừ. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.